Còn yêu cầu hòng công việc cách mạng, nghìn xếp chết lôi ngụt bầy rất xin cấu bạc lợi chụp chịt, đánh đôi tuyền quàng để là vấn. Chiến sĩ bá bầy vừa quả, về tái lãnh đầu hòng đảng, hòng quân ủy trung ương, bộ quốc phòng, hòng đảng ủy, bộ tư lệnh quân khu Long, sau trực tiếp si hòng lãnh ủy, ủy ban nhân dân lãnh. Lực lượng vũ trang lãnh tuyên quang đã cuộc đời bản chất, truyền thống bộ đội cụ Hồ, áo trang thanh săn cảnh sát cách mạng lãn sang tỏ tịch nhân dập cục đái xuất sắc cho công việc đại giao, cũng mang thêm truyền thống trung thành đoàn kết anh dũng chiến thắng. Truyền thống đấy đã cho đảng đại cho thang cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang lãnh tuyên quang dư sau cục mạnh đời sự nghiệp cục mạnh sau dư mán đàn nùm theo ta lâu nấy đã béo lịch sử làn nùm nâng rất bản trường ca hùng tráng ghi nhân chiến công bậc hòng quân do hàn dân lao đã giúp bay tỏ tịch chống thực dân Pháp xâm lược. Dầu bến bình ca, nghìn xếp ngây xếp ngụt bay rất xin cấu bạc lợi dịp dịt, giác đoàn tàu chiến hòng địch tá hờ lưu. Bay ngược hấn tèo tà, tường địch mới ngâm lần đã phê áo trận địa phục kích hòng quân Lào. Linh phào long hấn hòng cho chiến sĩ sông Lô, long hấn chốt lăm lêu đoàn tàu chiến hòng địch. Linh sông tỏ tịch lan cón linh hồ sung phong, long hấn hòng bộ đùi du kích đã khô khái địch Lào. Chiến thắng bình ca hòng tiểu đoàn lợi sự người đã đáy tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp tặng bài cờ lần mời hàng xì. Trận bình ca tiểu đoàn lợi sự người đã tịch thọi rất trận ở bộ hồng địch xung phong cựp sông lạt trăm phao lù ghi rất chiến công tự ít hoi láo hái cho chiến công bực đời khơn tiểu tờ đã lúc nấy tiểu đoàn lợi sự người đáy ao với kèm so vèo tiểu đoàn bình ca. Chiến sĩ bá bây đã bởi quả, dù lão phàm đã bực, hận nâng mầy, hận đã thai. Tờ ăn ký ức hòng chốc bộ cựu chiến binh, đã tỏ tịch con cuốn pháp khờn tà lô nghìn lầy, xin đừng mầy thoại, cho ký ức khó luôn, mấy lúc đáy, đời chiến thắng khờn tèo tàn ấy. Dắt chiến công bực, hòng quân đôi sởn dần lao, đầy thời kỳ tỏ tịch chống thực dân Pháp. Tháng 10 năm 1947, ngày 12 và 13. Xịp ngụt bấy rất xin cấu bạc lời xịp chịt, nghiên sự người sau xịp lam, tiểu đoàn bình ca lao đã tịch đắm tàu hòng địch, bấy cón diệt rất trung đôi hòng địch Pháp, đình bấy háo tần trào, sau trận hồng căn đã đáy ghi háo lịch sử. Lúc nấy, bánh tà lô, mây tượng đài bình ca, xê tượng đài kỷ niệm hòng đơn vị Lào. Bia chiến thắng trận địa lôi cây chết dầu sa trung môn về Yên Sơn, xem minh chứng đời dịp trận tịch bực hòng quân Lào, đời chiến dịch Việt Bắc thu đông bày rất xin cấu bạc lời xịp chịt. Dầu đấy, làm nghề người xịp ít xịp một bày rất xin cấu bạc lời xịp chịt. Tư vệ thị xã Tuyên Quang đã tại lời ăn địa lôi, đáy cục tá, cho ăn bòm, cầm hòng địch, lần tiên phục kích địch. Dù nghề người xịp một bày rất xin cấu bạc lời xịp chịt, tiểu đoàn lơ rốt con há bạc quân, há xếp lư, mà thù tá thị xã Tuyên Quang hành quân hấn chiêm hóa tư vệ Tuyên Quang đã điểm hòa làm đời lơi ăn địa lôi đã thọc cục thai hơn rất bạc địch nấy sĩ trận tịch điển hình có hơi mưu trí sáng tạo dùng sông đan hùng địch tiêu tịch địch hòng lực lượng vũ trang đánh Tuyên Quang cô ấy địch Lào bèo nấy c tinh long hòng hỏa ngục trong nghìn dầu Tuyên Quang bay lên lầy quân Pháp tú mê bộ đồi giao dân quân du kích hòng đánh Tuyên Quang chặn tịch tiêu diệt cục khái địch Lào xều lúng túng bị đi động mất lẻn tỏ tịch mấy cục đáy kế hoạch hợp điểm nghìn xếp há chỉ bị ngột bởi rất xin cấu bạc lời dịp chịt du kích châu sơ hòa phú yên nguyên về chỉ hóa cùng với cón bộ đôi lắp xíp tón địch tá đèo gà lần cầu cả cục thai háo rất bạc địch cón tự vệ thành tuyên du kích chiêm hóa đã lập hấn rất chiến công bực có phần cón bộ đôi tiêu hào địch. Cháu trận tịch to nèm, tá cầu cả, lần phơi bợ, khe lau. Quân sau dân Tuyên Quang đã tịch trăm, hăng chọc, tàu tỏ tịch, sao cục thai hăng bạc địch, để địch háo thế bị động. Bình lối tỏ tịch du kích, mưu trí, đùi mỏ, sáng tạo. Đài chiến dịch Việt Bắc thu đông bày rất xin cấu bạc lời xịp chịt. Lực lượng vũ trang lãnh Tuyên Quang đã có phân, tiêu diệt sinh lực địch, dự an toàn trung ương đảng, Bác Hồ, cơ quan cục tranh hòng bạc tỏ tịch.
đài có bay trường kỳ to tích con thực dân Pháp, con thành săn, hay sinh lêu, mấy chiều mất nước, mấy chiều cục nô lệ. Lực lượng vũ trang Khánh đã cố vệnh hiệu quả con bộ đội chủ lực, họ con là trận tịch bực, có phần đạp hấn là chiến công oanh liệt, giải phóng, miệt tôm lấy, họ coi ách thống trị hòng thực dân Pháp, có phần con cả nước, cuốn thắng lây Điện Biên Phủ, lòng cả Nam Châu, chấn động địa cầu. Hạp thoại, bà to tích xâm lược hòng thực dân Pháp. Giang háo tỏ tịch chống Mỹ cứu nước, cục sân dài họ Bác Hồ đại dần, cháu Lan vùng hùng đã mây công lạc hắn là nùm. Bác sao cháu Lan đau, tức dư áo là nùm. Con quyết tâm, xe cả hái tiền tuyến, xe cả hái miền Nam, xe cả tiêu tích thắng Mỹ xâm lược. Tuyên quang, xây dắt đài cháu hậu phương bực hòng miền Bắc sâu chủ nghĩa. Quân sầu dân tuyên quang vừa cục công cục kinh, vừa con tỏ tịch. Đã cố vệch con cho đơn vị chủ lực họ tỏ tịch phong phạt người sự lời trận, đặt lần người sự biệt tỏ bên. Đại cặn, lực lượng vũ trang Khánh tuyên quang, đặt lần dầu nấy phòng tỏ bên. Đã mây tham xin pẹt bạc lực dân quân tự vệ, còn hơn lộc bạc người sự chết xin nghiền công. Đáy huy động phục vụ tỏ tịch, cột đáp công sự, cố khấn trận địa, tiếp đơn, tải lương chi viện hái chiến trường miền Nam. Hàng mần địch bào tình nguyện, hắn lần hậu con tỏ tịch, phục vụ tỏ tịch. Hơn lêu cho chiến trường miền Nam sau cuộc công vệch quốc tế, có phần con cả nước tịch bày đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam thống nhất là nùm. Tại cả nước với hắn, cung manh chủ nghĩa xã hội sau cuộc đánh nghĩa vụ quốc tế tàng đời. Đài tỏ tịch giữ biên giới phía Bắc hòng là nùm, đánh tuyên quang siêu phương trực tiếp cấp lanh hần cụ cải thái biên giới. Đánh tuyên quang đã huy động hơn tham xếp xin lật dân quân tự vệ, có néo rất phải 2 triệu miền công. Câu hấn tuyến phòng thủ đã mời hàng bạc tù hân ưu tú hoàng Khánh tuyên quang anh dũng lần thỏi có phân dư mắn bản sạch tôm biên cương hoàng là nổ. Giang háo thời kỳ đuôi mọ về tái lãnh đạo hong đảng ủy bộ tư lệnh quân khu phòng Khánh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân Khánh lực lượng vũ trang Khánh sĩ cung anh truyền thống miệt tôm cách mạng anh hùng cục đáy xuất sắc công vịch quân sự quốc phòng cố hấn nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân, lấn cón thế trận an ninh nhân dân mắn mạnh. Cuốn phục khu vực phòng thủ lánh, ven, thành phố, nghìn càng mắn đời. Chất lượng tổng hợp, trình độ sau khả năng lạn giang tỏ tịch, hòng lực lượng vũ trang lánh, nghìn càng đeo hòn sàng, đáp ứng yêu cầu công việc đời tình hình mọ. Có phần bực cón hẳn dân cho chi sục đẩy lánh, dư mắn ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi, cụ mạnh kinh tế, xã hội hòn lánh. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của quân đời sự nghiệp cụ Mạnh sau dư mắn là nùm, nghìn ấy về tái an lãnh đạo, chỉ đạo hong Đảng, hong Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sau Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu Long, sau trực tiếp lãnh ủy Ủy ban nhân dân Khánh, lực lượng vũ trang Khánh tuyên quang sĩ cụ Mạnh truyền thống trung thành, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng, dư đáy, phấn đấu rèn luyện, nghiên cao áo trang chất lượng tổng hợp cho an lanh tỏ tịch, chủ động phong phin hiệu quả, âm mưu công việc diễn biến hòa bình, cục lôn hòng cho thế lực úy, xây lực lượng tranh đài của hấn nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, sẵn con thế trận an ninh nhân dân, giao đài của hấn khu vực phòng thủ lánh, con cô công việc huấn luyện, lạn sang tỏ tịch. Lực lượng vũ trang lánh đã học lành chủ động, cô việc con cho cơ quan chức năng hòng lánh, học cục đời chính sách quân đội, hậu phương quân đội sau phòng trào đền ơn, đáp nghĩa. Có phần đảm bảo an sinh xã hội đời lánh. Học con cùng hiệu quả công việc vận động hàn dân, học con xuôi hậu quả tin tai, dịch bình, giao đài cục phong trào tỏ thiếu nước, đài lánh. An phân cóp hòng lực lượng vũ trang lánh, có phân tranh. Cho phân cóp hòng lực lượng vũ trang lánh, có phân tranh, đài dự mắn, ổn định, an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi, hái cung mạch kinh tế, văn hóa, xã hội giữa đài lánh. Tham gia thực hiện có hiệu quả công tác vận động quân chúng, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, và trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Những đóng góp của lực lượng vũ trang tỉnh đã góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Chi sĩ phá bay là phấn tỏ tịch sự bực mạnh, lực lượng vũ trang lánh sĩ áo trang lanh san chủ động, ý thức ọc lành, quyết chiến, quyết thắng, có hẳn dân chết chi sục để lánh, anh dũng tỏ tịch, đặt đáy là thành tích đáng tự hào. Tiến truyền thống trung thành anh dũng chiến thắng xứng đáng có phân thưởng lang quay Đảng là nùm trao tặng
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân bày rất xin cấu Park Pè Xịp Há hay sánh Hà Tuyền, lúc nấy xịt sánh Hà Giang, giàu Tuyên Quang. Người xịp tập thể sau hần, đái Tuyên Dương, danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn người xịp Lam xin làm Park huân trường, hơn xịp Lộc xin huy trường cho loại. Huân trường quân công, huân trường bảo vệ tổ quốc hạng nhất, nhì, làm. Lai Pây, đái bộ quốc phòng tặng cơ, thi đua, đơn vị cục đái xuất sắc, bực vạt cho na công vịch. Tiêu biểu đại phong trào tỏ thị quyết thắng, liều quân đội có phần hào sự nghiệp cụm mình quân đội, cụm mình quốc phong dư mắn là núm. Phát huy truyền thống trung thành, đoàn kết, anh dũng chiến thắng của lực lượng vũ trang tỉnh và kết quả thành tích đã đạt được trong 75 năm. Cụm mình truyền thống trung thành, đoàn kết, anh dũng chiến thắng hòng lực lượng vũ trang đánh sao kết quả thành tích đã đạt đấy đài chỉ sĩ báo bày là phấn tỏ tịch sự bực mạnh đài cấp bày là lần đảng ủy sắp xếp quân sự đánh na đấy sự tham mưu hãy cấp ủy chính quyền đài đánh quán triệt rõ sáu dùng đời sáng tạo nghị quyết chuông pẹt khóa sĩ ít khóa sĩ mười đài chiến lược dự mán la nùm đài tỉ mọ nghị quyết đôi đảng chống cấp nhiệm kỳ phòng xin lên người sịp phòng xin lên người sĩ bá phòng sự tham mưu cuộc đời nghị quyết người sĩ pẹt phòng bộ chính trị khóa xếp chống nghị định phòng chính phủ làm hấn khu vực phòng thủ đánh Tuyên Quang nhìn càng mán mạnh đùi mọ áo sang chất lượng huấn luyện diễn tập luyện tập dầu cho cấp hợp con cái lời hoàng khánh lấn con cùng mạnh kinh tế xã hội sau cùng mạnh tiềm lực quốc phòng sau an ninh cuốn nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân lấn con thế trận an ninh nhân dân nhìn càng mán mạnh làm xây cố hấn lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên mây khai hần hợp chất lượng nghìn cả làng làm hấn đội ngũ cán bộ quân sự cho cấp mắn mạnh ám sang chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng sở an ninh hai chỗ đối tượng lấn con công việc tuyển sinh tuyển quân hàng phẩy sau cụm manh đảng cụ hấn cho lực lượng dự bị động viên sau là hấn nguồn cán bộ học cơ sở thời xây cố hấn đội ngũ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang hoàng lánh lộc lời tụi mây bản lĩnh chính trị mắn mạnh sẵn sàng tỏ tịch sau tịch thắng lây mới tiêu bị động tộc lụt đài liều cho tình huống xây dựng nguồn cán bộ ở cơ sở bốn là xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang của tỉnh luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống đài thời kỳ hội nhập sau phát triển lực lượng vũ trang lánh Tuyên Quang xây cụm manh truyền thống trung thành đoàn kết anh dũng chiến thắng lên tuyệt đối hoàn lãnh đạo hoàng đảng là nùm con đảng bộ chính quyền sở dân cho chi sục đời sánh học lành phấn đấu của hân sánh Tuyên Quang anh hùng mắn đời chính trị giàu đời kinh tế mạnh đời quốc phòng an ninh xứng đáng có truyền thống miệt tôn cách mạng thủ đô khu giải phóng thủ đô kháng chiến.